Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, thực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh tại cuộc họp trước đây, hiện các quận, huyện, ngành chức năng địa phương đang siết chặt kiểm soát và quản lý người về từ vùng dịch. Với lực lượng đồng cốt là các tổ COVID-19 cộng đồng, ngoài việc kiểm tra dân hộ khẩu, lực lượng làm nhiệm vụ còn tuyên truyền nhắc nhở người dân, chủ cơ sở lưu trú không bao che, tiếp tay cho hành vi lưu trú bất hợp pháp, đồng thời hướng dẫn, khuyến khích và vận động nhân dân báo cáo tố giác trường hợp đến về thành phố không khai báo y tế, yêu cầu trường hợp cách ly tại nhà có biểu hiện nghi ngờ thì báo ngay cho lực lượng y tế cơ sở. Được biết, thông tin của những trường hợp về từ vùng dịch được Sở Thông tin Truyền thông cập nhật và cung cấp hàng ngày để các địa phương quản lý.